Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mình với Dương Ngọc với cháu Thành đi lên trên kia đổ mấy cái giớn á, mấy giớn nhà cháu Thành đặt cần kiếm cá cho lương ăn. Chào cả nhà luôn Dương Ngọc ơi. Cha mình mấy hôm nay mưa hoài đó, nhưng mà sáng hôm nay là thấy nắng nắng hơi á. Rồi cha bận xịt lúa rồi. Mấy cử cuối này quan trọng lắm. Còn bác hai thì hồi hôm qua mình cả nhà có hỏi á, thì mình cũng trả lời là bác hai là do bác Út á, bác Út hôm trước đi câu cá trạch lấu với mình á, thì bác ấy mắc rồi, thì mới mắc hôm qua hồi 6 giờ sáng hôm qua. Rồi bác hôm qua không đi làm là bác phải 9 giờ là liệm bác Út. Rồi sáng hôm nay nè, bác hai phải ra đưa tiễn bác Út ra ngoài gò nữa. Đưa tiễn anh xui. Bác Út là cũng mạnh khỏe bình thường cả nhà ơi, nhưng mà đột sức cái rồi bác mắc luôn. Hồi hôm qua thì nghe bác hai á đi đám ma, nhưng mà mình không nghĩ là bác Út mắc, tưởng đâu là anh em của bác Út không à. Sáng nay mình điện hỏi kỹ là bác Út chắc có lẽ mần tuần tới rồi mình với Dương Út rồi ra ngoài thắp nén hương cho bác Út. Mình chạy lên trên kia cũng xa xa cho nó mấy độ giớn. Mình đặt giớn ở cái vụ ba, nhưng mà vụ ba không có, vụ này xả vụ không có màng lúa, xả nước vô á. Hàng xu đi không mà ngồi nhìn hả xu. Mình cũng tới chỗ để mình đậu cái chiếc cái gán mình đây, mình mới lên bờ lội dưới nước mình đổ giớn. Giờ mình đồ lội ra ruộng. Đây những cái vàng bà con mình trồng dưa leo á. Giờ mình xả nước vô mình bỏ vụ á, không có trồng nữa. Còn mấy cây còn nguyên nè, chờ chừng nào rút nước ra nước giật xuống á, bắt đầu trồng tiếp tục. Mình đi vô tình gặp mấy anh này đang cắt mít để bán. Này coi anh cắt. Ăn gì nè, cái mình dạ cái miệng đó mình coi. Vậy là được chứ anh? Dạ được anh. Quả hay cái vườn, cái vườn này cũng lớn ha Dương không? Ừ. Rồng. Rút bánh. Này có cái ao. Bà con mình trồng con súng quá tàn chỗ lên kìa. Cái này đây. Chiến dịch cả nhà ơi. Làm chiến dịch. Chưa cho mình là có chiến dịch để ăn cơm rồi. Được hai trứng. Đó, dịch đó. Dịch của bà con mình là đang thả ngoài ruộng. Đó giớn đó. Chút nữa mấy cái giớn đó là mình đổ của mình. Đổ đâu trước cho anh? Đặng trước hả? À, hướng xa cái hướng trước đó là núi Sam á. Mình lội nước ra mình đổ giớn. Trên nè. Phía trước với phía bên đó đó. Bà con mình chưa có cài á cho nên cái lúa gốc còn lên cao. Vịt nó ăn không còn một hộp luôn á. Đồng này con thấy chứ hình như hơi cạn hơn đồng trọng á Dương Út. Ừ, tới đầu gối hả?
Sáng xuống nước cái lạnh hả cháu Thanh? Sáng xuống nước cái lạnh hả? Quá chèn mát luôn hả? Ủa cái bờ đê này sao bự dữ vậy ông? Này giống như cái 500 ha. Ba trứng vịt. Chưa gì ra được ba trứng vịt. Bên kia có hai giớn đó chắc của bà con mình luôn. Giớn nó thấy đặt chuyên nghiệp quá. Có đường đăng đâu dài quá, cũng của mình cái đường đăng. Mình đúng à. Của mình là thuộc dạng nghiệp chứ. Rồi có lý không? Đó, cũng được đó Dương Út. Ồ, nhiều mà. Cái gì đó? Ôi ôi. Có lý, cá linh không nè. Cá linh hả vậy? Cá linh. Vô mánh rồi. Này có lý á. Cá linh kho mắm. Cá linh kho mắm. Tép mình luôn. Găng mỡ. Tao đâu để con coi cái hai Dương Út. Có lương. Lương trốn rồi. Đó, cá cả nhà. Tép nhuyễn nhuyễn luôn ha. Ồ. Có nhiều nè, cá linh nè, có con linh nhấp cho nó. Ồ, cá linh này chút nó về không? Nè. Ừ. Đó, cá linh. Con mắm là bá cháy. Cá nó đổ vô thùng. Tép nhiều kìa. Không chuyên nghiệp đổ nó có nhiều. Vũ. Ba cái gì là thấy mình làm cái món ăn buổi sáng phải không? Đồ cũng ngon quá. Không biết mấy cái kia làm sao, cái này gì là em nói hay Dương Út? Ngon lắm à. Nè, chà mình giặt gì đó cho cái gông nó sạch. Cái lú mình nó thoáng, cá nó dạng vô. Do cái diện này là diện Vũ Ba, cái bờ kinh nó cao lắm. Rồi mình không có thể nào mà mình chạy chiếc vỏ lãi mình vô được hết. Để ở ngoài sông. Còn trong Vũ Hai chỗ thì có mấy cái dứt thấp á, mấy đập thấp mình mới chạy vô được. Cái này là bó tay, Vũ Ba là bó tay. Mình ba dựng cháu mình đẩy vô. Phải có lý. Ồ, con cá lóc luôn. Cá lóc luôn. Một con hay hai con, con thấy nó nhảy nhảy. Hai con cá lóc. Ồ, vị diện này mình kéo ấy coi chừng có lý á Dương Út. Kéo côn á. Bởi vì biết sao Dương Út, đâu có ai đâu mà xiên mà đẩy xuồng đẩy máy vô đây á. Nói gì? Đi hai ba người thì đẩy nổi, còn đi một mình mà ba đẩy. Ba con luôn. Ba cá lóc luôn. Ba con cá lóc luôn. Quay. Cua này cua đỏ không hay gì đúng không? Cua đỏ mình thả. Như mấy hôm trước mình mới ăn cua rồi. Cua má ăn. Cái thứ ba. Còn cái nữa hết rồi. Cái bên kia hả cháu ơi? Mình gáo quá. Có lấy không được. Có cá. Ồ, tép dữ luôn. Ôi giời, cái này tép dữ luôn à. Ôi tép con đi. Ồ, cả nhà ơi, cá ngon kìa. Hết biết không. Cua dữ vậy không? Cua giang không à. Cua giang là sao Dương Út? Nó đỏ vậy đó. Cua đỏ hả? Ừ. Chứ không phải cua lửa sao? Cua ta kêu bằng con cua giang. À, đỏ. Con cá linh. Con cá lóc nữa kìa. Cái này im nhất đó ta. Cái này tép nhiều luôn á. Tép nhiều. Này mình mà tép dữ ha. Cá cũng nhiều.
ở trong cái này nữa mình về. Dịp thằng kia nó sao quằn thằng kia. Cái nhà biết sao nó quằn quằn đây không? Nó vô cho nó ăn ba con ốc trong cái đám dưa leo này nè. Trong miếng giường nè. Ồ nhiều ơi, cái này. Mấy bữa trước con đổ có cái linh gì không cháu Thanh? Có nhiều. Có lương luôn. Lương nữa. Cái này hư chân tia rồi. Bự chút nữa đi dễ đổ. Cái này này. Quá tép rồi nè. Con cá lóc bự luôn. Đập gì nó chảy xuống hết rồi. Rồi xong. Bữa nay trúng mánh luôn. Cái này mà dở chừng 15 cái, 20 cái chắc nhiều lắm Dương Úc. Nhiều. Mới 4 cái mà được nhiều à. Wow. Mấy con cá lóc. Cá rô cũng ngon quá. Ngon. Được con cá trà vinh đó kìa Dương Úc. Ừ, có con trà vinh nữa. Con này chậm. Mày để con lớn là ngon hơn. Chắc mà cá bây giờ nó đang núp ở trong đó quá Dương Úc. Núp ở trong cái đám dưa leo nè. Nó là có nhiều. Cá lóc luôn á, con nghĩ là vậy. Cái đó ta đâu bắt gì được. Mình về cũng tới nhà cả nha. Về đổ cá cho mình nữa. Đây là Minh Đăng, con trai của mình. Đó là Ngọc Lam, gái thứ ba. Gái thứ hai chắc đang học được tiếng trống vậy. Quá là. Cái gô cũng mập mập không nè Dương Úc. Ừ. Mà nó không có bự như cái gô 3 phân rưỡi. Ừ, cái gô kìa. Chú con bắt mấy con lươn này về thả vô bồn luôn. Cua nó chạy hả? Cua nó kẹp kìa. Sợ ăn cua lắm hả? Sợ ăn cua dữ lắm. Trời, nó kẹp đó con. Không biết. Gặp cần cua. Đây cái tép của mình nãy á, mình sẽ xào mình bắp rỗi với rau cần cua. Còn cá linh á thì mình sẽ nhúng mắm. Cái đậu vừa thôi. Hổm gà trời mưa nè bỏ lên. Này có đọt rau như khúng nhủi nữa gì nè. Có, em có trồng nè, có một cọng mà. Thơm. Hổm trồng nguyên cái khay luôn á mà nó chết không biết. Tốt quá. Đất này xốp. Rồi hàng xu nó giỡn kìa. Cái cọng bông búp nó luôn đó Dương Úc. Cua nèo. Mình hái thêm vài cọng rau dừa với thêm rau muống nữa. Xíu nữa mình trộn. Này để bà xã mình nấu nè. Dương Úc với cháu Thanh đang cắt hai cái bắp chuối cho ông. Ăn chút nữa mình để vô cái đậu mắm. Ngon ngon. Chút mình sẽ mời cha với mẹ vô dùng cơm. Con xin chào ông bà cô chú nè. Giờ mình sẽ gấp mắm trong keo ra mình nấu cho nó gã ra. Ăn cá sớm mình mặn được nhiều. Giờ mình ốp cho nó thấm gia vị. Đây cá làm tầm. Để mình cho tỏi vô.
Lúc nãy mình cho một miếng xả. Xả mình xấy sẵn rồi. Dưới nửa muỗng bột ngọt. Dưới cho một tí đường. Rồi cho thêm một miếng nước mắm vô cho nó thấm gia vị. Giờ mình trộn lên cho nó thấm. Sáng giờ cả nhà ơi, sáng giờ mất cây xịt rồi, bây giờ đó là tiếp vợ đặng ấy ba cái lá này đặng chiều đặng gói bánh. Thì mời là đám dỗ cha tôi là ông nội của mình đó. Năm nay mình thỉnh ông nội về thờ, là cơ ngày mai cũng là ngày đám dỗ nhà mình cúng ông nội đầu tiên luôn. Thì cha với mẹ thường thường mỗi năm thì cúng ở dưới nhà cha với nhà mẹ cơ mà. Hôm nay mình thỉnh dùm cúng. Mình hái lá chuối nè, đặng mình phơ cho gáo gáo, đặng chiều mình gói bánh ít, mình cúng. Tủ không mẹ? Con thấy ướt ướt này, mưa này chắc nó tư chứ chiều khó gói dữ. Trúng nước. Trúng nước nóng hả mẹ? Chút xíu nữa mình đem vô mình mới lau cho sạch sẽ lại rồi mình mới gói. Thì ngày mai chắc mình không có đi săn bác, mời làm đám dỗ ông nội á, mời mình sẽ quay lại. Chắc cũng không có làm đông như nhiều do dịch bệnh á, trong gia đình của mình với có thể bác hai chú út được, chứ không có mời ở sớm với bà con với dòng họ mình á do dịch bệnh á. Ngốc đang chuẩn bị sấy tép. Như này cũng chưa rồi, nó bụng rồi. Sấy tép trộn gỏi. Trộn gỏi rau càng cua. Ủa mình đổ ấy vô chưa vô Ngốc? Ừ. Mình đổ cái phần nước cốt mình vô đây chưa? Đổ rồi. Cho nó thấm trước. Hai cái bắp chuối gỗ. Quá rau à. Bốn cái giớn mà mình ấy ra được nhiêu á. Nhiều tép cả nhà. Chính là dầm lượt thôi. Dầm vô cái phần xả khử nè. Mình đổ từ từ thôi, mình chừa cái phần cặn là phần xương đó. Mình chỉ thấy cái phần thịt nó gã ra rồi. Cho nó ngồi cho nó chín trước nha. Mình thấy cá này nó cũng chín được cái gì. Để vô xong là mình nhắc xuống liền, mình đem qua cái bếp ga của mình bản là có thể dùng được. Để cá này để lâu quá cái nó mềm ăn không ngon. Thì cái mắm này mình nêm đường bột ngọt chút xíu nữa là được rồi. Để tôi vô cái nhà ơi. Tẹp chín rồi. Tẹp chín rồi, để tiêu vô. Ra dĩa liền, tối rồi. Tao lấy thêm nữa nha, bốn thôi. Dạ, mình để tép lên trên cả nhà ơi. Chảy chảy cho đẹp như không. Rồi. Rau càng cua, bắp rọi tép. Lên dĩa nha Dương Úc ơi. Này như mình chưa có cắt rau thơm vô hả Dương Úc? Chưa. Mình hái vài đọt rau thơm mình để lên trên, hình như trong gỗ rau mình có hả gì á? Nãy có để em lấy sẵn. Có. Bên đây nè con, bên đây nè, nó. Bữa nay làm mùi gì em trai? Tép bắp gỏi. Bắp gỏi hả? Rau càng cua. Mùi mới ta. Không mới đâu. Rồi hồi nãy giờ có làm chén nước mắm gì chưa? Chưa. Dừng ngốc qua cho cái bắp chuối vô. Chuối màu chín cho vô trước. Này ngon dữ ta.
cả nhà ơi, bây giờ mồi cũng là chín rồi. Bữa nay thì cá linh, kho mắm, có rau muống, cù nèo. Đó. Còn đây là tép, bắp gỏi, càng cua. Mời cả nhà cùng dùng với gia đình. Bữa nay anh hai anh đi đám ma anh xui rồi. Sao? Thành ra không có anh hai nha, dùng ốc. Có anh hai cho bữa nay anh hai ăn mắm đồ chứ bắp gỏi. Xui ở dầm sáng. Múc vô vậy nè, giờ Dũng Úc ơi. Làm vậy đi Dũng Úc ơi. Con xin mời cô chú. Tép nhỏ ăn múc hả? Còn ăn múc chứ gấp như được mấy con hả? Cái đầu cái linh này nó hơi cứng lắm. Chưa ăn, chưa biết, làm thử. Cứng. Nó biết làm sao, nó hơi già, bởi nó cứng hơn nó hởm á. Còn có linh không mời rồi còn nè. Gì nữa? Có linh không mời rồi bả nó cứng mà sao nó không có lớn nha. Nhỏ xíu quá. Quá ngon chú Út ơi. Dài dài không? Thơm thơm. Nó rầm nó vậy mà tép dữ nè. Sáng này Dưỡng đi đổ đồng nào. Chỗ mình câu cá. Bên nhà bé bu mắt nghe quá. Vậy hả? Mấy cái? Mấy cái con? Bốn cái. Bốn cái cũng nhiều quá rồi, còn gì nữa? Có cá gì nữa không? Nó có linh, nằm tâm. Dầm để hết vô cá luôn đi. Vừa thôi con, để nửa thôi. Nửa ừ. Ừ. Cái đó vô là ngon đó Út. Chuối ngon. Với bà năm chén thôi. Quá nóng rồi. Hai dĩa gỏi cần cua coi bộ có lý. Ngon. Bữa nay thiếu thịt ba gỏi cả nhà ơi. Giờ chợ khó quá. Rồi ăn có ngon gì không ngờ dâu nấu sao đâu nói nghe coi. Đó, rồi Dũng Út bà bóp gỏi đồ đó. Đâu. Hôm nay bà nói cho tôi nghe ăn bữa coi. Nấu thợ nấu rồi phải ngon rồi. Ừ. Nhưng mà ăn kích thích thí dụ nó thơm mắm này là như thế nào rồi đó, ngon hay không? Ăn thì ngon rồi. Mình có cái nồi bự để nấu ấy không mà, bánh nấu á. Ủa, bánh nít hả? Bánh nít. Đâu gần cái nồi bự con hấp có 50 cái hấp đâu có nồi đâu có bự đâu. Cái nồi nhỏ của mình nhỏ hấp hết thôi là. Mẹ cũng mới mua cái sửng đó. Cái sửng nó con bự đó dần hết. Này quá. Ừ. Bấm bấm mới rồi. Tép được anh nhấc. Để bấm trang đi. Trời ơi, bên đây mình mắm. Xôi dữ, chắc chín rồi đó. Cá chín. Chín rồi nó, cá cao được tới rồi vậy nha. Cá này cá linh nhát màu chín. Vậy cá không hả? Vậy mà đầm nó không có ốc cá. Con con chén. Bớt con mà nó không vô mà. Con xin mời cô chú và tất cả các bạn dùng cơm á. Mấy trăm miếng. Hôm nay bà xã mình nấu cái món lẩu mắm này. Lẩu mắm cá linh. Cá linh này không phải cá linh đầu mùa. Mà cá linh này cá linh nước giật rồi. Cá linh cuối mùa. Mà mấy hạt có cá linh tới giờ này mới ăn á. Đây là. Mới ăn cá linh đó.
Bà mau lắm, cá lòng tông vậy mà. Rồi hôm đó bà xã ăn tương. Bà xã có ăn, chứ đây thì ăn nhiều rồi. Bà cái rau dừa của mình đợt này nó hơi già chơi. Ngon chứ, ngon. Mà cái nhìn cơm rồi. Thì nó dày quá con, mình không ăn thành ra nó già. Nó bò lên cơm á. Nó bò lên cơm là nó bị già. Nó không có vú, hồi nãy trụng con trụng nó hơi chai. Nó không có vú bởi vì nó già. Nó bò dưới nước nó có vú nó ngon. Ngon, quá ngon. Nấm này cũng ngon mà vậy. Ngon. Ngon. Mà nó không thơm bằng mắm được không? Em mua chỗ khác rồi. Giờ tại vì cái chị nhà bán gần nhà chứ đem lên luôn. Bây giờ đó, con biết là cái lúc này đi chợ cũng khó khăn. Thôi chỗ nào bán được thì mình mua chỗ đó đi. Ngon dở thì cũng được hết trơn con ạ. Ngon quá trời. Cái rau hết sảy á. Nó bắt chú trụng ngon. Con trụng vừa vừa, trụng mấy nó dai á. Cái nội đó là nó dai. Con chuối ăn như thịt gà hay gì không? Gà. Thử cái gỏi cho thằng cua. Gỏi này phải dùng cái muỗng múc rồi ra uống múc cũng được. Này của này là còn bữa đó ở trên cồn là cái gì? Ngon má. Ngon quá. Ừ. Làm món này nhưng mà cái ngon má nó tím. Cái này cũng bông tôm cũng gì, cũng màu tím chứ hả? Tím thì nó hơi khác hơn. Thì nó khác hơn. Giờ cha cũng thôi rồi, no rồi. Cha chiến hết tuổi rồi. Thì nó cũng biết sao. Giờ video cũng khá dài. Với lại giờ sớm giờ mình dùng cơm cũng no rồi. Chắc mình kết thúc video đây. Hẹn cả nhà video sau. Rồi mình chào luôn nha chơi. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà video sau.